khi ra rest thành công những cái dòng iPhone đó hay iPad đó, thì mình sẽ Alo, xin chào các bạn. Đây là cái con iPhone 8 Plus chạy iOS 16 màu đỏ khá là đẹp nè các bạn. Thì hôm nay mình tiến hành ra rest cho nó ha, bằng cái tool chạy trên macOS nha các bạn. Thì các bạn chưa có tool đó thì các bạn lên cái link đó thì các bạn tải về cái tool Palera1n này các bạn. Tải về ha, Palera1n mình tải về rồi mình cài trên cái máy tính của mình đó. Để mình chạy cái tool này chạy khá là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần ra rest không đó, thì mình chạy cái tool này cho nó nhanh ha. Con này là iPhone 8 Plus iOS 16.3.1. Thì khi mà mình cài được cái tool Palera1n rồi ạ, thì mình mở lên cái giao diện của cái tool này thì nó giống như là cái chết ra hồi xưa mà mình làm những cái dòng iOS direct iOS thấp đó các bạn. Nó nhận máy đầy đủ nè. Thì trên tool nó cứ hướng dẫn cho mình, đầu tiên là mình boot vô chế độ recovery nè các bạn, bấm boot recovery là nó sẽ vô ngay, vô liền chế độ recovery ha. Mình đợi cho cái máy nó vô chế độ recovery. Mình nói thường dễ hiểu là chế độ kép đĩa nha. Rồi bắt đầu mình boot DFU nó. Các bạn bấm vô boot DFU, nó hiện cho mình cái bảng hướng dẫn đưa cái máy về chế độ DFU nè. Các bạn làm theo cái bảng này thì nó không khá đơn giản, còn các bạn quen tay thì mình làm theo cách nào miễn sao vô DFU được thôi nha. Thì thường là mình làm là khi cái dòng số 3 nó chớp sáng đèn là mình buông phím nguồn, vẫn giữ volume trừ là tự động nó vô chế độ DFU nha các bạn. Khi nó vô chế độ DFU rồi á thì trên cái tool đó mình bấm tiếp chữ start ha. DFU thành công nè. Bấm tiếp chữ start nè. Thì nó sẽ direct cho mình ha. Direct khá là nhanh các bạn. Cái này mình bấm chừng khoảng chưa tới 1 phút là nó để direct thành công rồi ha. Rồi nó đang chạy direct thì những cái dòng lệnh đó thì nó sẽ chạy trên cái điện thoại của mình. Đó các bạn thấy không? 100 nè, direct thành công. Rất là nhanh, khá là đơn giản ha. Nhưng mà hiện tại thì nó hỗ trợ trên macOS nha các bạn. Rồi khi ra rest thành công thì mình kiểm tra trên cái điện thoại của mình đó, nó có cái icon Palera1n đó là thành công ha. Các bạn để ý chờ xíu dạng nó load cái Palera1n lên đó. Đó có Palera1n nè các bạn, ngon lành ha. Rồi cái này là ngon lành nè. Rồi các bạn cài đặt gì thì các bạn cài đặt. Rồi xong mình khởi động lại về Windows á, mình coi thử mở cái tool đó. Thì mình coi thử nó có báo là ra rest thành công ha. Rồi mình làm về những cái gì mình thích nha các bạn. Thì cái đó là các bạn biết rồi. Khi ra rest thành công những cái dòng iPhone đó hay iPad đó, thì mình sẽ gỡ bỏ được bypass hoặc là gỡ bỏ iCloud gì đó, ẩn iCloud gì cũng rất là được việc nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.